tháng còn rất là nhỏ các bạn. Tại mình ra để làm gì à? Để mình ra để mình cảm gì? Mình coi chỗ này nó nhỏ thì mình để cái tay người lớn mình để hơi như này, đúng không? Nếu nó lớn thì mình xoay dọc ra, đúng không? Đó là cái hướng mình đọc theo từ trên xuống dưới, từ sau trước bộ năm lần, tùy theo trọng lượng của em bé mình đọc. Cái đầu tiên chưa ra, cái thứ hai mạnh lên, cái thứ ba mạnh lên, cái thứ ba. Ở đây thì cho phép mình làm 5 lần. Ngày xưa mày dạ, bây giờ chấp nhận bị thương hay là chấp nhận chết. Gãy xương, cái đông có gì để gãy xương hết đâu. Đây cái tay mạnh là cái gì? Gãy xương là sao? Là cái lực mà trên đây gì bố nó ép cái ngực ra. Đó. Bàn tay con để dưới này. Mình để vậy là bàn tay này mình tì đề, hai góc cầm này mình tì đề cho cái đầu bé. Cú xuống nhưng cổ ngửa lên. Cú sắp xuống này cổ ngửa lên. Mình trục vô đây, mình bám giữ chắc vô đây. Mình tì đề mình đọc vừa phải thôi chứ ai bắt anh đọc gãy xương chi, tại vì anh nói thôi chứ anh sao anh dám làm. Nhưng mà anh vẫn chấp nhận bị thương nhưng còn sống. Trên tài liệu của người ta thì người ta cho mình bổ lưng 5 lần, đó là một bộ của mình hay gọi là một chu kỳ là 5 lần bổ. Sau đó mình bé bé mình giữ tì đè đầu cổ bé, mình xoay ngửa lên đặt ở đùi bên đây luôn, hoặc là mình đưa qua nắp bên này, mình đặt ngang như này, đặt ngang qua đùi bên này, hoặc đặt lên đâu cũng được, tùy ở nhà dễ lắm. Dùng ba ngón tay, đây là phương pháp ấn ngực. Ngón đầu tiên đặt ở hai đỉnh mũi của em bé, kéo thẳng vô tới điểm giao nhau ngay phần sụn ức này, ép xuống 1/3 chiều cao lồng ngực. Ép tim để làm gì các bạn? Để đẩy oxy vào máu thì đi nào, ép xuống 1/3 chiều cao của cơ thể, ép bằng hai ngón tay. Đây là phương pháp để hỗ trợ kéo dài thời gian mình lấy dị vật, chứ không phải lúc nào cũng bổ mấy cái ra liền đâu. Được chưa? Phương pháp này là phương pháp duy trì sự sống, kéo dài sự sống. Vậy mình phòng ngừa phương pháp này để làm gì? Để khi không lấy được dị vật thì các bạn tiếp tục, một là ép bằng hai ngón tay, được chưa? Ép bằng hai ngón. Hai là ép bằng hai ngón cái, để em bé nằm dọc, con mình nằm dọc trên đùi mà. Đặt hai ngón tay này, đỉnh dưới này kéo thẳng nhau tới điểm giao nhau, bé ở tư thế giống như tôi đang bế trên đùi, ngồi trên xe luôn, đưa đi cấp cứu luôn. Tiếp tục ép với tốc độ 100 lần trên phút, hoặc là mình có sức bao nhiêu ép, ép liên tục vậy nè. Ép tới khi mà bạn giao bác sĩ tới đây rồi, vô tới nơi này gặp rồi đưa nhẹ này, vẫn còn ép tiếp này thì mới có cơ may sống, chứ đừng có nói là thấy bóng bông vô tới cổng nó khỏi bỏ ra đó, không bỏ con mình ra đó không vô tới là hết vậy đó. Biết bao nhiêu người chết sai lầm, họ nói là không có làm đầy đủ, nhưng mà khi xe tới thì mình ra mình mở cổng, trừ khi mà trường học bây giờ mình ra mình mở cổng, mình cũng bế ra tới cổng mình bóp liên tục vậy luôn rồi, trên mình mở khóa mình bàn nhau thì nó vẫn còn có cơ hội để sống. Thì khi ta bóp liên tục thì máu oxy nó đưa trực tiếp lên não và không chết não. Đó là cái cách mình giúp. Bởi vì mình phòng ngừa là trường hợp không phải lúc nào cũng lấy được gì vật. Hay là những cái gì nhau mình gặp là gì? Ở đây tài liệu người ta cho mình bổ là 5 lần. Thì ở đây mình đọc tới cái thứ mấy? Đọc tới cái thứ 5 đờm nhất, bây giờ nó muốn chạy ra rồi. Thì mình không dám làm nữa. Thay vì tới 5 bây giờ đờm nhất nó chạy ra, có nghĩa là gì mà nó muốn đi theo ra, thì mình làm cái đùng cái thứ 6 được không? 7 được không? Nó ra luôn, không dám làm, tới 5 dừng lại. Thế ra tới đây là thấy lớp đó ở đây không dám làm, dừng lại quay lại. Ấn ngực để làm gì hết? Ấn ngực để mà đưa oxy vào máu lên trên nhỏ, chứ đâu phải là ấn ngực để mà lấy dị vật. Hai cái nó khác nhau. Thì đối với trường hợp em bé dưới 12 tháng, các bạn chỉ cần nhớ như tôi hai động tác. Một là vỗ lưng 5 lần, vỗ chỗ đó, những cái điểm giao nhau ngay phần cột sống cổ và hai mỏm xương bờ vai. Dùng lực của gốc bàn tay theo hướng từ trên xuống, từ sau ra ra trước, vỗ 5 lần. Nếu dị vật chưa ra thì tiếp tục bưng bê em bé cho nằm trên tay người lớn, hoặc là trên mặt bàn, ấn bàn hai ngón tay ấn ngực xuống 1/3 chiều cao của lồng ngực, ấn ngực 5 lần. Hai động tác này cứ chưa ra mình lại đổi bên, mình làm tiếp tục bổ lưng 5 và ấn ngực 5. Được chưa các bạn? Đó là đứa em bé 12 tháng. Các bạn nào muốn làm thử khác không? Em xin mời bạn. Em quay cho anh lên. Nó bằng nhau nè. Rút chân mình vô một chút thì nó là đầu thấp hơn thân người. Nó có cái độ dốc từ trên xuống, từ sau ra trước 5 lần. Xin mời bạn. Làm thử đi, mai mốt mình gặp cái trường hợp em biết xử lý. Rồi bây giờ nè. Đó, mình ép cho hai cái góc cầm nè, để mình chủ động cái bàn tay của mình là người lớn. Nó vượt, nó tì để vô cái phần đầu cổ. Cho đầu thấp, thấp xuống, cổ ở đó. Rồi một chân mình đưa vô nắp, chân trong chân ngoài coi, cái chân mình đưa vô trong nắp. Chứ nếu mà cái lực của tay mình không đó, nếu mà là nữ á, mà để cái cơ gì mình đập một cái nó lật ngửa được, rớt. Nam người ta chủ động cái tay mình chắc hơn. Đó.
chỉ cần một chút xíu sai là nó lật em bé xuống dưới, nó đập đầu xuống đó. Bạn ngồi luôn ra hẳn ra ngoài luôn, cho bé nó nằm đứng cái này đập hồi đập vô đầu gối mình, cái mặt sao xịt máu cam máu mũi. Mình phải tính xong mình để cho nó thuận lợi cho cái cách mình làm. Đúng không các bạn, phải tính nhá. Mình phải hơi cúi toàn thân cơ thể mình xuống đào, mình con người xuống bì, cái đùi mình dài, còn có người chân ngắn thì khác dễ. Tùy nó không có một cái trường hợp là nhất định cái này, nó không có cái bài bản nữa hết. Theo cái hướng từ trên xuống từ sau ra đằng trước đây nè, giống như này nè, giống như mình chữa đó các bạn. Từ trên xuống từ sau ra đằng trước giống như mình đập xuống chạy đi đó. Giống như cái nước bây giờ mình đập xuống chạy đi, xin thưa nó phải dâng tới dưới cái bàn dưới, nhưng mình đập bình thường nó chỉ tung lên thôi, nước cứ tung lên, hai cái khác nhau. Đây là giống cái chai này đi coi, vậy nó phải có nước nè, ngoài cái gì vật nè, đây em bé nè, ví dụ mình đập xuống nè. Bạn thấy cái lực nó khác không? Đây là đưa cao lên, cái lực là đưa xuống nữa rồi. Vô mặt rồi. Đó, thế này cái lực nó khác, ép cái hơi của đây nó giống vậy thôi. Từ trên xuống như từ sau ra trước, từ trên xuống từ sau ra ngoài trước. Rồi, được rồi. Mình cảm ơn chứ không cần hỏi ai hết. Trung bình mình làm 5 lần. Chị Bạc chưa đang ấn á, là mình dùng 3 ngón. Đây nè, nhìn cái tay đây nè. Ngón đầu tiên, ngón số 2 này đặt ngay đỉnh vô nè. Kéo thẳng vô tới cái điểm giao nhau là phần sụp ức nè. Rút cái ngón này định này lên. Được chưa? Rồi, đây là vị trí chúng ta ấn ngực, ấn tim. Tại vì cái lòng ngực của em bé rất là mềm, xương sụp ức cái móng tay hơi dài để nghiêng nha các bạn. Đó, có nhiều người người ta thấy cái móng tay của mình nó dài quá, người ta còn để ngang vậy nè. Đặt ngang này các bạn, lấy hai cái thì hai ngón chứ. Giống như việc hàng lâm viên qua Hoa Kỳ là người ta bắt mình nhấn ngang, người ta không cho nhìn nhấn dọc vậy. Người ta nói nhấn ngang nó lực tốt hơn. Có nghĩa là mình bế em bé ở tư thế là hai ống nách mình để ôm sát vô lưng. Được không? Lấy hai cái định vú mình ta kéo thẳng vô đây mình ấn ngực. Nó gọt, nó chắc mà nó giữ, nó tì đè mà em bé nằm trước mặt mình trên cái mặt phẳng. Ngay trước mặt mình hay là cái gì cũng không biết. Nhưng mà đặt như vậy mình ấn, cứ xuống 1/3 chiều cao lồng ngực. Đó là cái cách mà người ta ấn không, người ta làm khác đó. Còn cái kia là cái cách mình xoay thì nó dễ hơn. Ở cái là tư thế nằm ốp chiều qua nằm ngửa, thì mình ấn bằng hai ngón tay cách này. Đưa bàn ngón vô những ép xuống 1/3. Chứ còn bây giờ tài liệu của bạn ghi là từ 3-4 cm. Cái từ em bé của mình đi, bây giờ mình nói người lớn ra em bé là người lớn nè. Anh em mập ép từ 4-5 cm đối với người lớn thì anh á là ép được. Còn bây giờ tôi mỏng dính nè, giống như anh mập bữa giờ ép 4-5 cm anh thua gì. Còn bây giờ tôi mà ép 4-5 cm tôi còn gì nữa đâu. Cho nên người ta cứ tính cái mức là 1/3 chiều cao cơ thể. Chỉ còn những tài liệu ghi nhiều khi không chính xác. Lý do là tài liệu khoa ghi là ép từ 1/2-1/3 thì không biết là ép từ trong ra ngoài hay ép từ ngoài vô trong. Ép bằng sao mà từ 1/2-1/3 các bạn? Có nghĩa là đầu tiên từ trên mình ép xuống 1/2, đúng không? Rồi ép xuống 1/3, rồi nó giống vậy. Không biết là ép chiều nào. Cho nên sau này đổi lại là cứ trung bình từ không tuổi cho đến chết luôn là cứ lấy 1/3 chiều cao, bởi vì nó tùy theo người mập người ốm. Những người người ta đi tập thể hình nó bự cho á nè, mà 4-5 cm nó đâu ăn thua gì đâu. Còn bây giờ mỏng dính như tôi thì 4-5 cm hết trơn rồi, đúng không? Thì các bạn hy vọng các bạn biết cách để xử lý tình huống này thôi. Quay lại vỗ lưng 5 lần thì làm cho đến khi nào ra thì thôi. Làm mà không thấy em bé còn nhúc nhích gì được nữa, với em bé chuyển qua trạng thái nặng hơn, đó là bất tỉnh không thở tim ngừng đập, thì không được phép vỗ lưng nữa. Chỉ được phép lấy dị vật khi nạn nhân còn tỉnh thì phải chuyển qua trạng thái là ép tim liên tục. Lúc này là mình chỉ có kéo dài sự sống, bởi vì mình lấy hoài không được rồi. Thì mình chỉ còn cách là kéo dài mình trong ép đi, từng tới khi mà tới bệnh viện luôn, mình giao vô trực tiếp cái này nè. Dạ xin gửi cho bác hay gửi cho người nào giúp mình nè, điều dưỡng y tá này nè. Lúc đó người ta có máy móc, người ta giúp cho mình ta ổn, người ta hút. Bây giờ có máy hút hết rồi, rất là nhanh. Nhiều khi nó lòng biến thôi, chứ còn bình thường là đưa ống vô hút trực tiếp ra, cần thiết thì nó mổ mổ hở lấy ra dị vật ra. Và trường hợp này là không lấy được thì chết thôi, chứ không có gì khác hơn nữa.